huấn luyện viên Chelsea Mauricio Pochettino đã thể hiện sự giận dữ vào cuối trận hòa 4-4 trước Man City. Ông đã bước vào sân để tranh cãi với trọng tài Anthony Taylor về việc dừng trận đấu khi Chelsea có cơ hội ghi bàn thắng thứ 5. Pochettino bị phạt thẻ và không bắt tay huấn luyện viên Guardiola sau trận. Ông xin lỗi trọng tài và Pep Guardiola sau sự cố này. Trong khi đó, Guardiola hạ thấp tình huống và nói rằng mọi thứ đều ổn. Pochettino cho biết, tôi cần xin lỗi Anthony Taylor và các trọng tài. Ông tiếp tục, tại thời điểm này, tôi cảm thấy Raheem Sterling có thể vượt qua để ghi bàn thứ 5. Vào thời điểm này sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tôi quay sang Anthony và nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại dừng lại vào lúc này? Sau đó, tôi quay lại và nói, tôi xứng đáng bị phạt thẻ, vì vâng, tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi muốn xin lỗi vì kiểu hành vi này không phải là hình ảnh tốt cho tôi và cho bóng đá. Về việc không bắt tay Guardiola, Pochettino nói, tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy. Vào lúc này, tôi đã không nhìn thấy anh ấy. Tôi chỉ tập trung vào hành động. Vì vậy, tôi cũng muốn xin lỗi Pep.